Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh Nam Kể Chuyện Ma, đã dành mất thời gian lắng nghe những câu chuyện mà Nam sắp chia sẻ. Mọi người yêu thương á, nhớ like, share, đặc biệt là bấm nút đăng ký kênh giúp Nam. Các bạn bè, anh chị em, quý cô chú có những câu chuyện ma tâm linh muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người, có thể gửi về Gmail hoặc là Zalo đang hiện lên trên màn hình. Còn bây giờ, Nam xin phép được bắt đầu kể câu chuyện của ngày hôm nay. Chúc cho tất cả mọi người có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Câu chuyện của ngày hôm nay là do bạn này chia sẻ lại. Theo như mà bạn nói, đây là một cái câu chuyện xảy ra ở gần nhà bà nội của bạn. Ngày xưa cho đến tận bây giờ đó, là cứ rơi vào những cái dịp mà hè là ba mẹ sẽ cho bạn về dưới quê của ông bà để mà chơi với ông bà vào những cái dịp mà được nghỉ như vậy đó. Thì mỗi lần mà bạn về như vậy á, bạn có nhìn thấy là ở gần nhà của ông bà nội có một cái căn nhà bỏ không. Cửa nẻ của cái nhà đó là nó rớt hết trơn rồi. Rồi xung quanh là cây cỏ mọc rất là nhiều. Thì khi đó bạn còn rất là nhỏ, thì ông bà người lớn có dặn rằng á, là đừng có đi chơi mà vào trong cái căn nhà đó. Thì bạn kiểu con nít mà, bạn cũng thắc mắc, bạn mới hỏi rằng là ủa tại sao không có được vào trong căn nhà đó để mà chơi. Thì người lớn mới nói á, là trong cái căn nhà đó là có ông ba bị chuyên gia là bắt cóc con nít rồi ăn thịt. Tụi mày mà đi vào trong đó chơi nha là coi chừng bị bắt cóc rồi bị ăn thịt đó. Thì kiểu con nít con nôi nghe người lớn nói như vậy là cũng sợ lắm, cũng không có dám đi vào trong cái căn nhà đó. Mà cho đến sau này là cứ càng lúc càng lớn, thì lúc nào về cũng nhìn thấy cái căn nhà đó vẫn còn tồn tại mãi thôi. Cho đến tận khi mà bạn có nhận thức được rồi, năm mà bạn 16, 17 tuổi á, thì bạn vẫn nhìn thấy cái căn nhà đó nó vẫn tồn tại. Thì cái đợt đó cũng rơi vào dịp hè, thì bạn có về nhà ông bà nội để mà chơi. Bạn thấy là cái căn nhà này bây giờ nó còn tồi tàn hơn năm xưa nữa. Thì cái lần đó bạn mới hỏi lại bà nội của bạn. Bạn mới nói rằng là nội nội con nói nghe nè, sao mà con thấy cái nhà chỗ đó đó nội, nó từ nhỏ cho tới lớn của con luôn, là con thấy nó cứ đó hoài luôn, mà sao không ai tới để mà phá dỡ, để mà xây dựng nhà mới lên vậy. Hồi xưa là ông bà nói với con là cái nhà đó có ông ba bị ở, thì con còn con nít con mới tin, chứ bây giờ con lớn rồi con biết làm gì có chuyện có ông ba bị, mà sao cái nhà đó cứ ở đó hoài vậy. Thì bạn mới hỏi bà nội như vậy. Thì bà nội mới trầm ngâm, bà nội mới nói rằng là cho tiền á, cũng không có ai dám vào trong căn nhà đó để mà ở đó con ơi. Thì bạn nghe như vậy, bạn mới hỏi bà nội rằng ủa bộ trong nhà đó có ma hay gì vậy bà nội. Thì bà nội mới nói với bạn rằng là cái căn nhà đó không có ma, nhưng mà cái câu chuyện đằng sau cái căn nhà đó thấy ghê lắm con ơi. Thì khi này là bạn tò mò quá, bạn mới hỏi bà nội kêu rằng là trời ơi ghê sao nội, nội kể cho con nghe đi. Thì bà nội suy nghĩ một hồi, bà nội mới quyết định là kể lại cho bạn nghe về cái câu chuyện năm xưa xảy ra trong cái căn nhà đó. Thì nội mới nói là chủ của cái căn nhà đó là bà Bảy Loan. Bà Bảy Loan này là bà có một cô con gái là chị Thư. Bà cùng với cô con gái là sống trong cái căn nhà đó. Nhà của bà cũng không có thuộc dạng là quá giàu có, nói chung là ở mức trung bình. Thì năm đó đó là bà này lúc nào bà cũng có một cái khao khát là đổi đời, nhưng mà bà lớn tuổi rồi, thế nên là mọi niềm tin mọi hy vọng là bà đặt vào cái cô con gái của bà là chị Thư đó. Mà ác nổi là chị Thư này chỉ có một cái nút ruồi ở ngay cái phần yết hầu, mà ngày xưa đó là ở xung quanh cái vùng mà bà nội ở đó, là người ta lan truyền một cái chuyện rằng là nếu như mà người phụ nữ nào có cái nút ruồi ở ngay cái phần yết hầu, ngay cái cổ chỗ này nè, là cái người phụ nữ đó sinh ra là có số sát phu. Đâm ra là người ở trong vùng á, người ta rất là e ngại, đâu có một ai dám hỏi cưới chị Thư này đâu. Thì bà này bà rất là buồn, tại vì bà mong muốn là bà được gả cái người con gái của bà cho một cái gia đình giàu có nào đó để mà được đổi đời. Thì bà mới chạy vải khắp nơi. Lúc này là bà có nhờ nhiều người mai mối mấy cái ông mà ở bên Trung Quốc, Đài Loan á, để mà cho mấy ổng về đây coi mắt chị Thư, để mà lấy chị Thư đó. Thì nói nào ngay, thì nếu mà kêu bà thương con gái cũng đúng, mà nếu nói bà không thương con gái cũng đúng luôn. Tại vì bà thương là bà muốn con của bà sống sung sướng, còn bà không thương là bà coi con bà giống như là một công cụ vậy đó. Chị Thư là chị đâu có chịu đâu, nhưng mà bà này là bà cứ nằng nặc là bắt chị Thư phải lấy chồng nước ngoài cho bằng được luôn. Cho tới một ngày, là cái đêm hôm đó là bà đang nằm ở trên giường bà ngủ, thì tự nhiên bà giật mình tỉnh giấc,
Bởi vì bà nghe thấy cái tiếng mà ở cái cửa đằng sau nhà nó mở ra, rồi tiếng bước chân thình thịch đi vào trong nhà. Cái bà mới nghĩ trong đầu rằng là trước lúc mà đi ngủ á, là đã đóng cửa rồi, mà sao bây giờ lại nghe tiếng mở cửa, không lẽ là có ăn trộm. Thì bà mới vơ lấy cái cây ở trên đầu giường đó, bà chạy ra ngay cái cửa buồng của bà núp để mà bà đợi coi là thằng ăn trộm nào to gan dám đi vào trong nhà của bà. Rồi bà chạy nhào ra bà đánh nó. Thì trong cái lúc mà bà đang núp như vậy, bà càng lúc càng thấy là thấy cái bóng đen đó từ ở phía đằng dưới nhà nó đi lên càng lúc càng rõ. Thì vừa mới giơ tay lên giày thì bà mới khựng lại, bởi vì bà nhận ra rằng là cái bóng đen đó là của chị Thư. Cái bà mới nghĩ là trời ơi, con Thư chắc ban đêm ban hôm nó đi vệ sinh, trời ơi tưởng ai tưởng ăn trộm. Cái bà mới đi lại lên trên giường bà nằm bà ngủ. Thì bà đang nằm như vậy cái tự nhiên bà nhớ lại, bà mới thấy rằng là cái bộ đồ hồi nãy mà chị Thư chỉ mặc á không có giống cái bộ đồ trước cái lúc đi ngủ mà bà thấy chị Thư mặc. Ủa là sao ta? Ủa con này sao tự nhiên ban đêm ban hôm sao lại thay bộ đồ là sao ta? Thôi kệ đi, sáng mai rồi hỏi lại nó sau. Thì bà kệ luôn. Rồi bà nằm xuống bà ngủ cho tới trời sớm, cái bà quên mất cái chuyện tối hôm đó. Cái xong rồi bà lại đi gặp cái bà mà mai mối á, rồi bà lại về nói với chị Thư rằng là ngày mai ngày mốt gì đó là đi coi mắt với má. Thì chị Thư chỉ lại giãy nảy chỉ kêu rằng con không chịu đâu, con không muốn lấy chồng. Thì bà này bà chửi, bà kêu rằng là mày im đi, tao đẻ ra mày thì tao có quyền quyết định cái chuyện mà cưới hỏi của mày, mày không có cần phải ý kiến gì cả, tao nói sao thì mày làm y vậy cho tao đi. Đó là bà ép chị Thư vào cái thế như vậy. Rồi cho tới cái đêm hôm đó, bà đang nằm ngủ thì bà lại giật mình tỉnh giấc. Bà nghe thấy cái tiếng mà từ phía đằng sau nhà mở cửa, rồi lại tiếng bước chân đi vô. Cái bà nhớ lại cái chuyện tối hôm trước, bà mới nghĩ rằng là ủa con Thư nó lại đi vệ sinh nữa ta. Thì bà mới đi ra ngoài cửa bà nhìn. Thì đúng thiệt là chị Thư đi vô. Cái bà mới kêu Thư. Chị Thư chỉ đang đi chứ giật mình chỉ quay lại chỉ nhìn thấy má của chị. Trời ơi mặt chị lâm le lắm lét luôn. Cái bà này bà mới hỏi rằng là ban đêm ban hôm mày đi ra đằng sau nhà để làm gì vậy. Thì chị này chỉ nói rằng dạ con đi vệ sinh má. Cái bà nói rằng là đi vệ sinh gì mà hồi nãy tao thấy là trước khi đi ngủ mày mặc bộ đồ, bây giờ là đi vệ sinh xong mày thay một bộ đồ khác là sao. Cái chị mới nói rằng là tại con đi vệ sinh xong lỡ chuột chân nó ướt nên con thay bộ đồ. Cái bà mới nói là ủa ướt gì mà ngày hôm qua cũng vậy hả, rồi hôm nay cũng vậy hay sao. Cái chị Thư chỉ mới dạ, xong chỉ lủi thủi chỉ đi vào trong buồng của chị. Bà này bà mới đặt cái dấu chấm hỏi. Ồ, cái con này nó hơi lạ rồi nha, hơi lạ hơi kỳ rồi nha. Bà này bà mới bắt đầu là sinh nghi. Thì cái đêm hôm thứ ba, bà quyết định là bà không ngủ, mà bà sẽ đợi, bà định coi là chị Thư chỉ đi đâu làm gì vào ban đêm ban hôm như vậy. Nhưng mà ai dè công cốc, bà đợi cả một đêm chị Thư chỉ vẫn nằm ở trong buồng chỉ ngủ. Cái bà mới suy nghĩ lại, bà mới cho rằng là chắc bà nghĩ ngợi nhiều thôi chứ không có gì đâu. Thì cái đêm thứ tư bà không rình, nhưng mà cái tâm lý á, là mấy đêm trước rồi, cái bà mới nằm trên giường mà ngủ không được. Rồi bà mới nghe thấy cái tiếng từ ở trong phòng của chị Thư đi ra. Thì bà mới đoán rằng, cái con Thư này đi đâu đây. Cái bà mới chạy ra cái cửa buồng của bà nhìn, bà thấy chị Thư đã mặc một cái bộ đồ khác. Và chị Thư chỉ đi ra phía đằng sau nhà, chỉ mở cửa nhẹ chỉ đi. Thì bà quyết định là bà đi theo. Đấy. Thì bà cứ đi theo như vậy. Bà mới nhìn thấy là chị Thư này đi ra cái khúc bờ sông. Thì lúc này là nhìn thấy ở ngay bờ sông có bóng dáng của một ai đó, là bóng dáng con trai, mà bà nhìn không có rõ nha. Bà quyết định là bà núp vào trong cái bụi bà nhìn. Thì bà mới thấy trời ơi là ai nữa, thằng Phong ở trong cái làng này, một cái thằng nghèo sơ nghèo xác đi làm mướn nhân ngội người xung quanh. Thì bà mới nghe thử coi rằng là chị Thư chỉ đi ra đây để mà chỉ gặp thằng Phong để làm gì. Thì mọi người nghe tới đây mọi người cũng hiểu là chị Thư với anh Phong này yêu nhau. Bà ngồi á, bà mới nghe thấy rằng là chị Thư này chỉ nói với lại anh Phong rằng là hôm qua em không dám ra là do em sợ má em. Mấy hôm trước em đi á, tự nhiên má em nghe thấy đó anh, nên là bữa nay em mới dám ra đây để gặp anh nè. Bà này bà nghe xong bà trợn mắt lên luôn. Bà nói thì ra tại sao mà con Thư nó không chịu lấy chồng,
là bởi vì nó yêu cái thằng Phong này. Thì bà mới lật đật bà nhào ra bà bắt tại trận luôn. Hai người này nhìn thấy bà Bảy Loan á, trụi há hốc miệng. Anh này thì anh vội anh bỏ chạy, còn hả chị Thư là chị giữ bà này lại. Bà này là bà muốn nhào vào, bà muốn đánh anh Phong luôn mà. Bà mới đá chị Thư, bà mới chửi. Thì ra là mày với nó yêu nhau. Hèn chi mà tao bắt mày đi lấy chồng, mày không chịu lấy là không chịu lấy. Nghĩ sao mà mày đi yêu một cái thằng khố rách áo ôm như vậy hả? Mày lấy nó về rồi nó lấy cái gì mà để nó nuôi mày hả? Mày nói tao nghe coi, miếng ăn của nó còn kiếm không đủ, lấy đâu ra mà nó lo được cho mày hả? Sao mà mày ngu quá vậy hả? Trời, bà chửi quá trời là bà chửi trong cái đêm đó. Xong bà mới xách, bà mới lôi chị Thư về nhà, bà đánh quá trời đánh luôn. Sớm nha là bà đi qua nhà của anh Phong này, bà chửi anh Phong tiếp, bà la khóc xóm cùng làng, mọi người ai cũng đều biết cái chuyện mà chị Thư với anh Phong này yêu nhau. Rồi bà nói rằng là anh Phong này là dụ dỗ con gái nhà bà nghèo đĩa mà đòi đeo chân hạt, mà thiệt ra bà này bà cũng có giàu bao nhiêu đâu mọi người, mà bà chửi anh Phong này té tát té nước luôn. Trời ơi, mọi người cũng khuyên ngăn rất là nhiều, kêu bà thôi đừng có mà vạch áo cho người xem lưng nữa, kêu bà là về nhà đi. Thì bà này lúc đó là bà càng quyết tâm là bà phải để cho chị Thư này lấy chồng nước ngoài, Đài Loan, Trung Quốc gì đó cho bằng được. Bà khóa cửa, bà nhốt chị này ở trong nhà luôn. Cho tới hôm đó là bà Tám, gọi là bà Tám đi, bà Tám bà mới dẫn cái ông Trung Quốc đó tới nhà để mà xem mắt chị Thư. Bà này bà nhà bà sửa soạn mà chị Thư chị cứ khóc lên khóc xuống, chị năn nỉ rằng là má ơi má đừng bắt con lấy chồng, má ơi đừng bắt con lấy chồng, con là con chỉ thương một anh Phong thôi. Bà nghe tới đó là bà tát chị này liền luôn, bà kêu rằng là mày im, mày nín ngay lập tức cho tao, mày im nha, mày nín ngay lập tức cho tao nha. Cái chị này thì chị cũng sợ mẹ của chị nên là chị cũng im lặng luôn. Và cuối cùng là coi mắt xong xuôi hết, là cái ông Đài Loan đó, ông đồng ý, ông lấy chị Thư, thậm chí là còn đặt tiền cọc luôn, là cho tiền kiểu như là kêu gia đình chuẩn bị để mà tổ chức đám cưới vậy đó, giống như là bà bán con của bà vậy đó mọi người. Thì trôi qua vài ngày, bà cứ nhốt chị này ở trong nhà thôi, là đám cưới là một tay của bà là chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Thì cái tin mà chị Thư đám cưới á, lan khắp vùng. Tại vì bà đi nói với mọi người mà gặp mẹ Tám giới thiệu nữa, thì đâu có miệng của bà đâu có lành đâu mọi người. Bà cũng đồn khắp nơi là chị này sắp lấy chồng. Thì lúc đó là anh Phong ảnh cũng nghe được cái tin, ảnh có chạy qua bên đây nè, ảnh khóc lóc, ổng quỳ gối, ổng năn nỉ là bà Bảy Loan là đừng có gả chị Thư đi, ảnh hứa là ảnh sẽ làm ngày làm đêm, làm trâu làm bò để mà kiếm tiền, để mà sau này là đủ để mà lo hạnh phúc cho chị Thư. Nhưng mà bà Bảy Loan bà không chịu là không chịu. Thời điểm lúc này là còn mấy ngày nữa là chuẩn bị tổ chức đám cưới rồi. Thì không biết bằng cách nào mà chị Thư với anh Phong á, có thể liên lạc được với nhau. Thì hai người mới hẹn là cái đêm hôm đó đó chuẩn bị là sẽ bỏ trốn đi. Thì đêm đó là một cái đêm mưa tầm tã luôn. Bà Bảy Loan bà nằm ở trong phòng bà ngủ, cái tự nhiên bà bị giật mình tỉnh giấc bởi bà nghe thấy một cái tia sấm chớp. Sau đó là cái lồng ngực của bà nóng rang, nó cứ bồi hồi, nó cứ hồi hộp, rồi nó cứ sợ sao vậy đó. Thì bà mới đi ra thì bà mới nhìn thấy cái cảnh tượng là anh Phong này nè đã mở cửa phòng cho chị Thư rồi, hai người đang nắm tay để mà chuẩn bị bỏ chạy. Thì bà la quá trời là la, bà mới kêu thằng Phong, thằng khốn nạn sao mày dám bắt con tao, mày bắt con tao. Thì hai người thấy vậy mới chạy, bà này bà mới chạy theo. Bà vừa chạy mà bà vừa la, mà khổ nổi là cái đêm hôm đó là đêm mưa nên là người dân xung quanh á, người ta đâu có nghe thấy cái tiếng của bà Bảy Loan bà la đâu. Thì lúc này là bà mới dí hai người ra tới bờ sông. Thì anh Phong á, ảnh đã chuẩn bị sẵn một cái thuyền ở ngay đó rồi. Hai người mới nhảy lên cái thuyền, mới đải ra xa để mà chèo đi gì đó. Thì bà Bảy Loan bà chạy tới cái bờ, thì hai người đã đi ra tầm là giữa sông rồi. Thì bà tức quá trời tức, bà mới chửi, bà mới kêu rằng con Thư, đồ thứ mắt dài, tại sao mày đối xử với mẹ như vậy. Rồi bà quay qua bà chửi anh Phong, bà kêu rằng cái thằng khốn nạn tại sao mày dám bắt con tao hả. Thì lúc này là chị Thư chỉ mới quỳ ở trên cái thuyền, chị mới dập đầu, chị mới nói rằng là má ơi con xin lỗi má, nhưng mà con chỉ thương anh Phong thôi, con không có thể nào mà đi lấy người ta được đâu, má tha lỗi cho con, má tha lỗi cho con nha. Thì bà này lúc đó gọi là giọt nước tràn ly, bà tức quá.
Thì bà mới rủa mọi người, bà mới nói là hai cái đứa khốn nạn, hai cái đứa mất dạy, hai đứa mày đi đi, hai đứa mày đi đi, tao nguyền rủa hai đứa mày sẽ sống không có được yên ổn, hai đứa mày nha, chết đi, chết mất xác cho tao đi. Thì lúc mà bà vừa mới nói xong cái câu mà chết mất xác cho tao đi, thì từ ở trên trời là một cái tia sấm chớp nó đánh xuống, nó đánh ngay cái thuyền của chị Thư với anh Phong. Nó đánh một cái là cả hai người này giống như là trái đen vậy mọi người, xong rớt xuống dòng sông luôn. Mà cái đêm hôm đó mưa rất là lớn. Trời ơi, hai người rớt xuống dòng sông là bà này bà đứng ở trên bờ mà bà chân hững luôn. Bà chân hững mọi người. Rồi bà la quá trời là la. Thì bà mới chạy tới nhà của những người dân xung quanh á, bà đập cửa rầm 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 luôn. Cái người ta nghe thấy tiếng đập cửa, người ta mới đi ra, mới hỏi bà rằng là ban đêm ban hôm có chuyện gì vậy. Thì mặt của bà là mếu máo, bà mới nói rằng là con của bà rớt xuống dưới sông rồi. Thì người ta nghe như vậy, người ta cũng lật được, người ta chạy ra, rồi cũng kêu hàng xóm xung quanh. Thì lúc này là bà vật vờ mọi người, bà vật vờ, trời ơi, bà khóc, bà la, bà khóc, bà la. Mọi người cũng nhảy xuống dưới sông để tìm, nhưng mà tìm không thấy luôn. Cho tới khi mà trời sớm, trời lúc này bà mới thuật lại là cái đêm hôm đó là dậy vậy đó. Nhưng mà không tìm thấy được cái xác của anh Phong với chị Thư đâu hết trơn đó. Cũng có nhờ thầy tới để mà coi thử coi á, là tìm được xác của hai người đó hay không. Nhưng mà thầy bà không tìm được. Người ta nói rằng là do đêm đó là mưa lớn quá, rồi nước chảy xiết, nên là có thể đã cuốn cái xác của hai người đó đi ra ngoài biển lớn luôn rồi. Nên nói chung là người ta thua. Cuối cùng tổ chức đám tang mà không biết phải tổ chức sao luôn mọi người. Thì nói chung là làm kiểu cho có vậy đó. Xong rồi là cũng lập bàn thờ ở trong nhà. Thì bấy giờ nè, những cái câu chuyện tâm linh mới bắt đầu từ đây. Đầu tiên là phải kể tới những cái nhà nào mà ở gần bờ sông này đều thấy hết. Điển hình là nhà của bà nội của cái bạn kể cái câu chuyện này. Thì nội nói là cái đêm hôm đó nội đang nằm ngủ, thì nội nghe thấy cái tiếng mà giống như là quẩy nước vậy đó. Chúng ta ngồi trên bờ mà thọt hai cái chân xuống nước rồi đạp tới đạp lui, là nội nghe thấy cái tiếng nước đó. Cái nội mới suy nghĩ trong đầu rằng là ủa, đứa nào mà dậy sớm rồi đi ra ngoài bờ sông mà đạp nước dữ gì trời. Cái nội mới ngồi dậy, nội đi ra để mà nội coi thử như thế nào. Thì lúc này nội mới nhìn thấy là ở ngay cái khúc bờ sông là có hai cái cục đen thui thùi lùi. Một cái cục to, một cái cục lớn. Là nó đang ngẫu ngay bờ sông mà nó đạp. Thì nội nhìn thấy một cái là nội la lên, nội té bật ngửa xuống dưới đất. Thì hai cái cục đen thui thùi lùi đó nó quay lại nó nhìn nội. Thì nội thấy rõ nha, là cái mặt, thân mình, tay chân gì đó, đen hết trơn luôn. Nhưng mà cái đôi mắt á, thì nó xanh lè, há cái miệng ra vậy nè, há ra nhìn thấy, trời ơi, nội nói là muốn té đái trong quần luôn. Thì lúc đó đó là nhiều người ở ngay bờ sông, đêm nào người ta cũng bị thấy như thế hết, cứ nghe thấy cái tiếng đạp nước rồi đi ra là nhìn thấy hai cái cục đen thui thùi lùi ngồi ngay đó. Cho tới sớm á, mà nhìn lại thì thấy ngay cái chỗ đó nha là có bùn nè, rồi có sình lầy mà nó trương lên mà nó thúi ình. Cái này là mới xương xương thôi mọi người, càng về sau thì càng nặng đô. Thì có một cái đêm hôm đó là vợ chồng của ông bà Thêm, lúc tầm độ là 3-4 giờ sáng là vợ chồng ông bà Thêm là có chèo thuyền đi đâu đó mọi người. Thì cái lúc mà đang đi như vậy là vợ chồng của ông bà Thêm mới nhìn thấy là ở phía trên bờ đó là có một cặp nam nữ đứng ngoắc tay. Thì bà mới nhìn thấy á, là cái xuồng, cái thuyền á, ở ngay gần bờ mà chỗ hai người đó đứng, nó đang theo kiểu là một nửa ở trên bờ, một nửa nó chìm ở dưới nước. Thì vợ chồng của ông bà Thêm nghĩ rằng là là cái thuyền, cái xuồng của hai người đó bị hư, nên là chắc là quắt tay nhờ tới để mà giúp đỡ như thế nào đó. Thì vợ chồng của ông bà Thêm mới chèo vô gần tới. Thì lúc này là nhìn thấy rõ hai người đó luôn nha, là nhìn y chang người bình thường. Nhưng mà ông bà Thêm không nhận ra đó là ai. Thì lúc này á, là cái anh thanh niên ở trên bờ anh mới nói rằng là cái thuyền của vợ chồng của con á, bị hư. Chú với dì á, là cho vợ chồng con đi ké quá giang một đoạn với. Tụi con đang bận công việc ở trên kia nhưng mà nó hư rồi, chứ giờ không biết phải làm sao hết. Thì nghe như vậy là vợ chồng của ông bà Thêm cái thôi hai đứa xuống đây đi, rồi dì với chú cho đi ké nè. Thì hai người đó mới nhảy xuống dưới thuyền.
Thì lúc mà chèo như vậy á là bắt đầu là ngồi nói chuyện với nhau. Mà bà thêm bà nói là nói chuyện y chang người bình thường luôn, nói chuyện không có gì mà phải thấy ghê thấy sợ gì cả. Thì bà cũng hỏi rằng là là hai vợ chồng đi đâu. Thì hai người này cũng trả lời rằng là dạ tụi con lên trên đó để gặp người thân này nọ các thứ. Đó. Cho tới khi mà gần tới nơi á, là hai vợ chồng này mới kêu dạ tới rồi. Chú với lại là gì á là tấp vô bên trong đi cho hai vợ chồng con xuống. Thì khi này là bà với lại là chồng của bà mới tấp vô trong bờ. Thì hai người này đi xuống mới cảm ơn. Thì cái cô gái đó đó, cổ mới nói rằng là tụi con á là không có tiền, nhưng mà kiểu có ít đồ ăn nè, có mấy con cá, tụi con gửi gì gì nhận cho con vui. Thì lúc này là bà gì thêm á, bà không lấy, bà kêu trời ơi đi có một đoạn đường mà mất công quá, thôi không cần đâu. Nhưng mà cái cô gái đó cổ cứ nhét vào trong tay. Thì cuối cùng là bà thêm này bà cũng nhận luôn. Thì cái lúc mà bà vừa mới cầm á thì bà thấy mấy con cá đó bình thường lắm. Lúc ngước mắt lên để mà cảm ơn hai người đó thì tự nhiên nha, hai người này cái mặt từ màu da bình thường biến dần thành màu đen. Bà với chồng của bà đều nhìn thấy, ta nói hai vợ chồng thiệt sự muốn xỉu. Thì lúc này là cô đó mới nói rằng là từ nãy tới giờ dì không nhận ra con hả dì thêm. Con nè, con Thư nè, con của bà Bảy Loan nè, con cảm ơn dì nha. Bấy nhiêu cá đó đủ không dì, hay là dì cần thêm nữa không, dì cần thêm nữa không? Thì lúc đó là ông thêm ông sợ quá, ông mới chèo đi ra. Hai vợ chồng vừa chèo vừa la. Thì chị Thư á mọi người, chị từ ở trên bờ chị lướt mà một nửa người dưới nước, một nửa người ở trên bờ á. Chị lướt thôi. Sao vậy? Thì bà này bà sợ quá, bà quăng cá hết luôn mọi người, bà quăng hết. Cái chị đó chỉ nói là sao gì quăng cá của con chả, con cho gì mà dì lấy đi dì ơi, dì lấy đi dì ơi. Trời ơi, hai vợ chồng treo sợ quá trời là sợ. Cũng may là chị Thư một hồi là chỉ không có đuổi theo nữa. Hai vợ chồng ông bà thêm sau cái đêm hôm đó là nằm bệnh mà liệt giường cả một tuần lễ. Sau một tuần á, khỏe mới kể lại cho mọi người ở trong cái khu này người ta nghe. Thì trước cái lúc mà vợ chồng của ông bà thêm kể đó thì có người bị nhát nữa, đó là ông Chính. Ông Chính này ổng nói là lúc đó đó là đêm là ổng đi giăng lưới, ổng câu cá, ổng làm cái nghề đó cũng cả mười mấy năm trời rồi. Trước giờ ổng đâu có gặp gì đâu, ổng đi đêm đi hôm hoài mà không gặp gì hết á. Nhưng mà cái đêm định mệnh đó thì tối hôm đó ổng đang thu lưới như vậy, ổng mới nhìn thấy từ xa là cặp ngay cái mé bờ đó là có một cái thuyền. Thì có dáng vẻ của một cái người gọi là đàn ông thanh niên á, ngồi ở ngay cái đầu thuyền, kế bên có cái cây đèn dầu. Cái ổng nhìn cái ổng thấy làm lạ, tại vì á là ổng câu cá giăng lưới ở trên cái đoạn đường này từ hồi nãy tới giờ rồi, ổng đâu có thấy một cái thuyền nào cập đâu, mà sao tự nhiên bây giờ xuất hiện chừng hững như vậy. Thì ổng mới chèo tới, ổng hỏi coi rằng là ai vậy. Thì cái lúc mà ổng chèo gần tới thì ổng mới hỏi rằng là đứa nào ngồi ngay cái đầu thuyền cái bay mà sao từ nãy giờ tao không thấy. Cái người đó mới quay lại nhìn ổng, thì má ơi không có nhìn thấy được cái nhân dạng của người đó như thế nào, mà ổng chỉ nhìn thấy là trong cái miệng của người đó đó đang ngậm một cái con cá giống như là cắn nó vậy. Nè người đó máu từ trong con cá nó nhả rớt xuống, con cá vẫn còn nghe đạch trong cái miệng. Trời ơi, ông nhìn thấy cái cảnh tượng đó là chuẩn bị ông xỉu rồi. Ông chưa kịp xỉu thì ông thấy là từ dưới mặt nước á lò lên một cái đầu, mà cái đầu này là tóc dài nha, giống của một người phụ nữ. Thì mới quay ra nhìn về phía ông tiếp, thì cái người phụ nữ đó đó là trong miệng cũng đang ngậm mà kiểu như là hai con cá nhỏ, mà ngậm cái phần đầu với cái phần thân vô rồi đó, còn đúng hai cái đuôi chìa ra khỏi cái miệng mà nó nhảy đạch vậy đó mọi người. Thì khi mà ổng nhìn thấy cái cảnh tượng đó là ổng xỉu luôn. Tất cả mọi người ở đây mới tổng hợp lại hết toàn bộ những cái câu chuyện này thì mới quyết định là qua nhà của bà Bảy Loan để bà nói với bà, kêu bà là bây giờ tìm cách đi chứ vong hồn của chị Thư với anh Phong á cứ lẫn quẩn ở đây hoài, hù nhát hết người này tới người khác thì làm sao mà người ta sống, người ta mưu sinh cho nổi. Thì cái lúc mà qua nhà bà Bảy Loan á, gặp nhìn bà, trời ơi mọi người nói là không nhìn ra luôn.
Tại vì suốt cái khoảng thời gian đó là bà không có đi ra khỏi nhà. Cái người của bà ôm nhơ ôm nhách, mắt thì tăm đen, cái đầu của bà nha giống như là muốn bạc trắng xóa hết luôn. Thì lúc này mới biết là suốt cái khoảng thời gian mà bà ở trong nhà đó là bà cũng bị hù nhát luôn mọi người. Vong hồn của chị Thư với anh Phong này về nhà nhát bà, thì bà mới kể chi tiết là bà bị nhát như thế nào cho mọi người nghe nè. Đêm tối bà đang nằm ngủ thì bà nghe thấy tiếng bước chân là cứ đi sạch 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 tới ngay cái khúc giường của bà. Mà cái tiếng bước chân này giống như là bị dính nước vậy đó. Nó cứ chà nhiễm lên mọi người, giống như nước ở trên mặt nước. Thì lúc này nha, bà chưa kịp mở mắt thì bà mới cảm giác là có nước ở đâu á, nó rơi tỏn lên trên mặt của bà. Thì bà mở mắt ra, bà thấy trời ơi, nguyên một cái bóng đen. Mà bóng đen này là tóc dài nha, rồi nó đang cúi mặt xuống nhìn bả vậy nè, mà nước rớt xuống. Thì cái bóng đen nó mới mở miệng ra nói rằng là con thư nè má, sao mà má ác với con quá vậy, sao mà má nguyền rủa con để mà con phải chết đau đớn như vậy, sao mà má ác quá vậy. Trời, chị Thư đứng kế bên nói với bà như thế, mà nước từ trên người chị Thư là cứ rớt lên như người bà. Bà nói rằng là bà muốn bỏ chạy lắm, nhưng mà người bà cứng đơ luôn. Thì trong cái lúc đó chưa kịp làm gì thì nghe cái tiếng bước chân nha, từ ở dưới cuối giường bà, thì đá mắt nhìn xuống là thấy một cái bóng đen khác, nhưng mà bóng đen này tóc ngắn. Thì bà nhận ra ngay, trong đầu bà liên tưởng rằng thôi chết rồi, thằng Phong. Thì lúc này là anh Phong á mọi người, ảnh từ ở dưới cuối giường á, ảnh bò lên, ảnh bò mà ảnh nắm cái chân của bà nha, ảnh bò là ảnh nắm càng lúc càng nắm, bò lên. Thì tưởng tượng nha, bóng đen, bóng ma của chị Thư thì ở bên đây, đây, bên góc bên này, còn của anh Phong thì trực diện như vậy, cả hai người là đều nhìn gì hết. Ta nói là đêm hôm đó, bà nói là bà muốn thoát xác, muốn chết luôn, quá kinh khủng, hai cái cục đen thui từ lùi cứ nhìn về phía bà. Hơi lạnh tỏa ra, mà nước thì cứ rớt, rồi cứ ai oán cứ trách bả là tại sao lại làm như vậy. Xuyên suốt mấy tiếng đồng hồ luôn là bả chịu trận như thế. Đến lúc mà trời gần sớm á, là hai người này biến mất. Bả nói là bả thở không nổi, người của bả là đau nhất muốn liệt ở trên giường luôn. Mà đêm nào hai người này cũng hiện về hết trơn đó, không có thiếu một đêm nào cả, cứ y chang cái viễn cảnh như thế. Nhiều lúc là bà không dám ngủ, nhưng mà bà mệt, bà đuối quá, rồi bà mới chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Thì cứ mỗi lần mà chìm vào giấc ngủ là mở mắt ra là thấy hai người này đứng kế bên, rồi cứ ai oán bà. Thì mọi người dân ở đây, người ta mới kêu thôi bây giờ là phải đi kiếm thầy bà về, để mà người ta coi thử coi như thế nào, chứ để như vậy hoài là không được. Thì cũng quyết định mọi người sẽ đi tìm, còn cái người mà bỏ tiền ra là bà Bảy Loan. Thì khi mà tìm được cái ông thầy này nè, ổng mới về nhà của bà Bảy Loan, ổng mới coi. Thì ổng mới nói rằng là mọi chuyện này là do bà Bảy Loan hết. Bà trong cái đêm hôm đó, bà đã thốt ra những cái câu nguyền rủa làm cho hai người này chết, mà xác của họ là bị cuốn trôi đi, vong hồn thì mãi vất vưởng ở trên cái dòng sông đó, nhưng mà không có siêu thoát được, nên đâm ra là người ta ai oán, người ta mới đi hù nhát, rồi người ta mới làm những cái điều như vậy. Thì bây giờ là mới hỏi ông thầy là phải làm sao. Thì thầy mới nói rằng là thôi bây giờ là đi ra ngay cái bờ sông, mà chỗ mà hai người mà bị chết như vậy á, là lập một cái giàn, một cái bàn ra, rồi cúng kiến để mà xin lỗi họ đi, kiểu như là kêu bà Bảy Loan này nè là bây giờ là xin lỗi, rồi người dân xung quanh đây á, là người ta cũng phụ đó, thì biết đâu được là vong hồn của hai người này là không có bị uất ức nữa, không có thù hận nữa, thì họ sẽ được siêu thoát thôi. Thì ông thầy ông mới bày cái kế hoạch là như thế. Thì bấy giờ là bà Bảy Loan bà bắt buộc là bà phải nghe theo. Ngày đó nha, rất là đông người tụ tập ở ngay chỗ đó, nhưng mà chủ yếu đứng ở kế bên cái bờ sông là có ông thầy với bà Bảy Loan. Thì ông thầy ông cũng bày đồ ra để mà cúng kiến bà Bảy Loan, thì bà quỳ ở kế bên cái bờ sông, bà cứ quỳ rồi bà cứ xin rằng là chị Thư với anh Phong này là tha cho bà, rồi tha cho những người dân ở đây đi. Đấy, thì cái lúc mà ông thầy ông cúng kiến như thế thì trời bắt đầu nha
nổi gió lên. Mà trong tiếng gió đó nghe giống như là tiếng hét rồi cái tiếng ai oán gì đó. Lá cây là nó bay xào xạc xào xạc xào xạc ở dưới mặt nước đó nha, là nước nó cứ cuồn cuộn. Thì cái lúc này là ông thầy ổng kêu rằng là họ tới rồi đó, thì bà cố gắng bà cầu xin đi. Thì ông thầy ở trên đây là ổng cũng làm đủ trò hết mọi người. Thì trong cái lúc mà bà Bảy Loan bà đang cầu xin như vậy đó, thì không biết sao á, là có một cái cơn gió rất là mạnh. Nó mạnh tới mức mà nó làm cho đất cát ở dưới đất á, nó bay lên mọi người. Thì bà Bảy Loan tự nhiên bà bị té xuống dưới cái dòng sông. Thì cái lúc mà bà vừa mới té xuống là mọi người thấy nha, mà ngay cái khúc chỗ đó nước rất là nông, nó chỉ tới được khoảng độ là đầu gối thôi. Nhưng bà vừa mới té xuống một cái là không thấy bà ngục đầu lên luôn. Ông thầy á, ổng nhìn thấy cái ổng tính lao tới, mà ổng vừa mới lao tới là ổng bị té dập mặt xuống dưới đất, giống như là ai xô ổng vậy đó. Trời ơi, người dân ở đó người ta sợ, người ta cũng muốn nhảy xuống để mà người ta cứu bà Bảy Loan. Nhưng mà mọi người biết đó, đâu có ai dám xuống đâu. Phụ nữ người ta la, người ta bỏ chạy toán loạn luôn. Cho đến khoảng độ là 5-10 phút sau là ông thầy ổng té dập mặt xuống dưới đất đó, giống như là ổng bị bất tỉnh vậy. Ổng ngồi dậy, thì lúc này là bà Bảy Loan bà cũng nổi lên trên mặt nước. Bà chết rồi nha mọi người, bà chìm xuống dưới đó, bà chết rồi luôn. Tất cả mọi thứ nó im ắng trở lại, gió ngừng thổi, nước hết cuồn cuộn, im lặng luôn. Ông thầy ổng mới lắc đầu, ổng nhìn về phía mọi người, ổng kêu thôi xuống vớt cái xác bả lên đi. Cái một hồi là cũng có người xuống để mà vớt xác bả, rồi người dân ở đây là cũng cố gắng để mà tổ chức tang lễ cho bả luôn. Thì thầy mới nói rằng á, là hai cái vong hồn đó là giết bà Bảy Loan rồi, giết để mà nó trả mối thù là do bởi vì bà đã nguyền rủa người ta. Thầy mới nói là họ trả được thù rồi nên họ không có hiện ra để mà hù nhát mọi người đó đâu, mọi người yên tâm đi. Thì lúc này là đúng thiệt là thời gian sau là mọi người không có nhìn thấy cái chuyện mà bị hù nhát ở ngay cái khúc bờ sông nữa. Nhưng mà lâu lâu đi ngang qua nhà của bà Bảy Loan á, là vẫn thấy có những cái bóng lướt qua lướt lại ở phía bên trong đó. Thì cũng không có biết đó có phải là vong hồn của bà Bảy Loan, hay là vong hồn của chị Thư, hay là vong hồn của anh Phong hay không. Nhưng mà kể từ đó là cái căn nhà đó bỏ hoang luôn. Rồi mỗi năm thời gian trôi qua là cái căn nhà đó nó ngày càng xuống cấp. Nhưng mà không một ai dám vào trong cái căn nhà đó để mà ở, hay là mua cái mảnh đất đó để mà xây nhà lên. Thì đó chính là câu chuyện mà bà nội của bạn này kể lại cho bạn nghe. Nam chia sẻ lại cho tất cả mọi người. Mọi người thấy sao về câu chuyện của ngày hôm nay? Nhớ để lại comment cho Nam biết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những câu chuyện lần sau.